Thưa quý vị và các bạn, được sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đã chỉ đạo Bệnh viện Quân y 17 và 13 thành lập các khu điều trị F0 và các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, thể vừa và nhẹ. Sau một thời gian đi vào hoạt động, nơi đây đã góp phần rất lớn trong việc giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, đồng thời là điểm tựa vững chắc cho bệnh nhân về điều trị. Khu thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Quân y 17, ở nơi thường xuyên phải tiếp xúc với mầm bệnh, nguy cơ lây nhiễm cao, thì việc tuân thủ các quy tắc bảo hộ như thế này luôn được đội ngũ y bác sĩ đặt lên hàng đầu. Đã nhiều tháng qua, thiếu tá Nguyễn Thị Bình chưa được về nhà. Cường độ công việc có lúc cao gấp 2 đến 3 lần khi vào thời điểm đỉnh dịch. Nhưng chị và đồng nghiệp vẫn không nề hà, gác mọi việc riêng để chữa trị cho các bệnh nhân. Đà Nẵng mình khi mà đã bùng dịch thì chúng tôi đã có mặt ở đây. Và trước Tết là đã vào đây là không có Tết, là ở nhà là không có Tết. Các con còn nhỏ cũng ở nhà. Nhưng mà anh em ở đây thì các nhân viên ở đây thì chúng tôi đoàn kết với nhau. Mình làm thế nào để cho điều trị cho bệnh nhân, cho họ an tâm và họ về với gia đình. Với quy mô 350 giường cùng trang thiết bị hiện đại, hiện Bệnh viện Quân y 17 đã và đang điều trị cho hơn 200 bệnh nhân F0. Do người bệnh có thể trở nặng bất kỳ lúc nào, nên cán bộ nhân viên của bệnh viện phải túc trực 24/24 giờ, thường xuyên thăm khám, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho bệnh nhân. Có thể nói, các y bác sĩ chính là người thân, là chỗ dựa tinh thần để người bệnh có thêm niềm tin chiến thắng dịch bệnh. Thì tại khoa điều trị chúng tôi điều trị chủ yếu bệnh nhân không triệu chứng nhẹ, trung bình ở phân tầng theo Bộ Y tế là tầng 1, tầng 2. Thì hiện tại chúng tôi là về trang thiết bị tổ chức đầy đủ và sẵn sàng có một phòng điều trị cho bệnh nhân tầng nặng và nguy kịch. Chúng tôi đã theo dõi bệnh nhân qua màn hình và kết nối Zalo từng bệnh nhân một và tạo thành một group hướng dẫn bệnh nhân tự đo thân nhiệt, tự đo oxy. Còn một số cái cần thiết thì nhất lúc đó nhân viên y tế mới cần thiệp vô. Đối với bản thân tôi thì cho đến nay thì điều sức khỏe cơ bản ban đầu là có cảm giác là nó ổn định hơn. Cái đặc biệt ở tôi là cái sự yên tâm khi vào đây cách ly điều trị. Đó là cái tinh thần thái độ phục vụ cũng như là giúp đỡ tận tình của khoa 4, của đội ngũ y bác sĩ. Bên cạnh đó là cái chế độ điều trị, thuốc, rồi ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ, các cái vật tư bảo đảm sinh hoạt trong phòng ốc thì thoáng mát, sạch sẽ. Như vậy là tôi nghĩ cá nhân tôi và một số người bệnh ở đây vào đây điều trị thì cơ bản có thể cảm thấy yên tâm về tình hình sức khỏe của mình và tin tưởng nhiều ở các vấn đề trong cái thời gian ngắn là mình có thể là ổn định tình hình sức khỏe để ra viện. Không chỉ thành lập các bệnh viện dã chiến, các khu thu dung điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 ở hai bệnh viện quân y 13 và 17 còn cử lực lượng cán bộ, nhân viên quân y tăng cường hỗ trợ cho các tỉnh thành phố. Đây đều là những người đã được tập huấn kỹ các pháp đồ, kiến thức về công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, nhiều y bác sĩ đã có kinh nghiệm tham gia phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong thời gian vừa qua. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Phòng Quân y đã xây dựng kế hoạch tăng cường lực lượng, phương tiện, trang bị cho 11 tỉnh thành trên địa bàn quân khu. Và thời gian thì khi nào hoàn thành nhiệm vụ các đồng chí mới trở về lại đơn vị. Các khu điều trị F0 của lực lượng vũ trang trên toàn địa bàn quân khu đã góp phần là điều trị đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời cái tạo niềm tin cho chính quyền, cấp ủy, chính quyền địa phương, nơi đơn vị đóng quân, tạo nên hình ảnh của bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn, nguy hiểm mà đội ngũ những người trên tuyến đầu chống dịch phải đối mặt. Nhưng với lòng nhiệt huyết, sự nỗ lực, ý chí quyết tâm cao, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang quân khu 5 đã và đang góp sức mình, chung tay đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, bình an của nhân dân.